Bà tính sao? Lúc trước con điều tra cái thằng nhóc ra sao rồi? Nó thì cũng có chút tiếng tăm trong ngành luật sư, nhưng mà cũng có tiếng tăm là có chút mánh khóe. Vậy à? Ba, còn con Lam, ba tính chuyện của nó sao? Con Lam thì không mấy, cho nó về phòng thiết kế đi, để cho nó chơi với lại đứa con Quang đó. Vậy cũng hay đó. Ba nói cũng có lý. Còn thằng Huy sao ba? Thằng Huy hả? Thằng đó chắc phải để suy nghĩ thêm nữa. Nè, không thể ngờ con đĩa đó cuối cùng đã đeo bám thành công chân con Hà. Thì em dám cá với chị á, nó có âm mưu từ trước khi vô công ty này luôn rồi đó. Nhưng mà tội nhất là con Hân á, tự nhiên mất bạn trai với một đứa không có ra gì hết trơn à. Ủa, vậy là mai mốt mình phải gọi nó là bà phó tổng giám đốc của công ty mình hả? Bà phó cái gì? Cậu Khang á, mai mốt là thừa kế công ty này thì nó là bà chủ luôn á. Tội nghiệp cho con Hân thôi. Dù gì á, nó là con nuôi của cái nhà đó, chắc gì đã có phần trong công ty. Ừ, bởi vậy. Với lại vừa mất bạn trai, vừa bị xuống cấp làm nhân viên ở đây nữa. Thời buổi gì kỳ lạ, cóc nhá nhảy hết lên bàn ngồi. Ôi mẹ ơi, làm rắn mà trống chỗ ní, không có được một ngày bình yên nữa. Hey, lần trước á, là em chịu trận rồi. Em nghĩ lần này là tới anh á. Ừ, chú chóa, em mà nói như rí thì anh chết luôn ngay biết chứ. Khoai để lâu cho nó nhẹ. Nè, không lo tập trung làm việc mà cứ nói chuyện trên trời dưới đất hoài là sao? Anh ơi, bộ không thay đổi được cái chuyện con người kia quay về hả? Ai quay về? Ờ, Tuấn, nói đi kìa. Anh Nhân, chuyện gì vậy anh Nhân? Có thông báo là Lam sẽ quay lại phòng thiết kế làm việc. Anh nói gì sao? Chắc là đầu tuần sau làm việc đó. Tôi thiệt tình không say nổi vốn. Chắc cái liên danh này phải gác lại quá ông à. Ông yên tâm, tôi đã tìm được ngân hàng để cho vay vốn. Tôi sẽ thế chấp cổ phần của An Phát. Ông làm vậy có quá mạo hiểm không? Vào đi. Dạ, đây là báo cáo của thám tử ạ. Được, cô ra ngoài đi. Dạ. Như vậy là ông Trường đã âm thầm liên lạc với bên Malaysia và đồng thời xúc tiến luôn chuyện vay vốn ngân hàng. Bây giờ hoặc là tôi và ông làm vua, hoặc là để người ta trói mình. Ông xem đi. Trong cuộc họp thì nó phản đối, đòi xác minh này nọ. Quay lưng lại á thì ông Thầm tìm cách bắt tay. Vậy bây giờ ông tính sao? Mà đến nước này rồi thì một là thằng Trường chết, hai là tụi mình chết thôi. Ông cứ liên hệ với bên ngân hàng cho tôi. Thôi được, ông đừng có lo nhiều quá. Tôi và ông cùng hợp tác, nhất định lần này chúng ta sẽ làm vua. Sao? Ông còn lo chuyện gì vậy?
là 20 năm trước khi ông và thằng Trường bắt tay xây dựng cái sự nghiệp này, ông đã từng hỏi nó những câu như vậy phải không? Tôi hiểu. Ông không phải lo lắng những gì tôi sẽ làm là gì, bởi vì đây là vụ áp phe cuối cùng trước khi tôi nghỉ hưu. Con đường này là tôi trải sẵn cho các con tôi mà thôi, còn con của người ta thì để cho người ta lo chứ. Nghe nói có đứa con quay. Dạ, bác cho gọi con. Con ngồi đi. Dạ. Con đang theo dự án resort ở Đà Lạt hả? Dạ. Nhưng con có thể bàn giao lại cho anh Nhân để anh phụ trách, vì hiện giờ các dự án của anh đã hoàn thành rồi. Không cần đâu. Con cứ tiếp tục theo dự án này cho tới khi xong. Dạ. Nhưng mà cho dù chỉ xong phần thiết kế, không cần phải theo dõi như phần sau, thì dự án này ít nhất cũng phải mất gần 3 tháng nữa. Thời gian đó ai sẽ theo phụ bác? Không sao, bác đã có sắp xếp rồi. Dạ thưa bác, nhưng mà thật sự con không muốn làm phòng thiết kế nữa. Chắc là bác cũng biết chuyện Lâm sẽ quay trở lại công ty rồi. Bác hiểu ý của con, nhưng con cứ yên tâm, Lam nó sẽ không dám làm bất cứ điều gì với con đâu. Dạ, con hiểu rồi. Con chào bác. Dạ, chào bác. Chào bác. Dạ, chào bác. Sao con lại không nghe điện thoại? Bác gọi cho con từ sáng tới giờ, bác cứ tưởng là con xảy ra chuyện gì nữa. Dạ không, con đang làm việc nên tắt điện thoại thôi. Con quên là trưa nay con hẹn ăn trưa với bác sao? Vậy thôi em. Anh cũng còn nhiều việc lắm, anh phải vô trong làm nha. Có gì em đi ăn với bác. Dạ, con chào bác. Xếp xếp xếp, chứ em vô phụ xếp với. Dạ, chào bác, con đi. Em về phòng phụ hai ảnh làm cho nhanh. Con chào bác. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bác đã quên là bác đã hứa với con những gì khi bác muốn con thay đổi lời khai của Lam không? Hân à, bác. Tại sao Lam lại quay trở lại An Phát? Tại sao chức trợ lý chủ tịch không phải là con mà là của chồng Lam? Hân, con hãy nghe bác nói đã. Con không muốn nghe nữa. Con bị coi rẻ như vậy là quá đủ rồi. Cuối cùng con cũng biết vị trí thật sự của mình là ở đâu. Con à, Hân. Hân. Ở đây cũng tình cờ thôi. Anh tới công ty thì thấy có một người chạy một mạch ra khỏi công ty, mặc cho bác Trường kêu. Vậy là anh đứng đây với em từ chiều tới giờ hả? Anh phải đề phòng chứ, lỡ có người làm chuyện không ai ngờ tới thì sao? Em không có khờ như vậy đâu. Vậy là anh lo xa quá rồi. Nhưng mà cái chuyện đi ăn tối anh lo là đúng rồi đó. Ok, vậy mình đi ha. Em sao vậy?
em dập bẻ rồi. Đi qua ghế đá bên kia ngồi đi nha. Để anh. Thấy bắt đầu không? Em đỡ nhiều rồi. Vậy thôi, mình ngồi nghỉ một chút đi rồi đi ha. Dạ. Anh không muốn biết đã xảy ra chuyện gì hay sao? Anh nghĩ có nhiều chuyện anh cũng không cần phải biết đâu. Thực ra là... Anh xin lỗi. Alo. Đi ăn tối hả? Được, để anh qua đón em. Thôi vậy cũng được. Vậy hẹn gặp nhau ở nhà hàng ha. Ừ, bye bye. Ừ, anh xin lỗi em. Anh phải đi ăn tối với Khanh rồi, không đi với em được. Mẹ ơi, con muốn xin mẹ một chuyện được không mẹ? Con nói đi. Chuyện người lớn, con xin mẹ đừng bắt người trẻ phải trả. Con xin mẹ đừng làm gì phải hại đến anh Khang, Khanh và bé Minh. Những người đó thực sự đã đối xử rất tốt với con. Tốt với con thì đã sao? Tụi nó đang sống sung sướng trên nỗi đau của con đó. Tại sao tụi nó lại được hạnh phúc mà con phải chịu nhiều đau khổ chứ? Con tuyệt đối không được tha cho tụi nó. Tuyệt đối không được. Hân, Hân, có chuyện gì vậy? Tụi nó đang sống sung sướng trên nỗi đau của con đó. Tại sao tụi nó lại được hạnh phúc mà con phải chịu nhiều đau khổ chứ? Con tuyệt đối không được tha cho tụi nó. Tuyệt đối không được. Hân, có chuyện gì vậy? Tại sao? Tại sao họ lại được hạnh phúc? Còn em thì không thể chứ. Em nói gì vậy? Em sẽ không để cho người ta hạnh phúc trên nỗi đau của em nữa đâu. Em... Hôm nay cậu Huy sẽ là trợ lý của ba. Cậu ấy mới vào công ty, chưa nắm được tất cả những công việc. Con giúp ba trao đổi với cậu ấy. Dạ. Dạ, nhờ anh giúp đỡ à. Không cần cái sáo gì đâu. Huy á là chồng của Thiên Lam, mà tôi coi Thiên Lam á giống như là em gái của mình. Như vậy chúng ta là anh em rồi còn gì. Dạ, nếu như vậy á thì từ nay em sẽ không khách sáo nữa. Em sẽ coi anh giống như là anh trai của em. Dạ, nhờ giả anh hoài luôn. Không vấn đề gì đâu. Chỉ cần mời tôi ăn sáng uống cà phê là được rồi. Vào đi. Dạ thưa bác, phòng của anh Huy đã được sắp xếp xong rồi ạ. Ờ. Cậu đi qua xem phòng của mình. Ngày mai làm việc chính thức. Dạ, con xin phép bác. Em chào anh. Bà, con nghe anh Kiệt nói cậu Huy là hạng luật sư mánh khóe, không có đạo đức nghề nghiệp. Tại sao bà giữ cậu ấy bên cạnh như vậy? Yên tâm, ba chỉ để nó ngồi đó chơi thôi. Con đã gọi được cho Hân chưa? Dạ chưa. Chắc là nó còn giận ba cái chuyện ba cho thằng Huy làm trợ lý.
rồi còn để con Lam quay lại làm việc. Ba, có phải là có chuyện gì mà con chưa được biết không? Con biết ba là người sẽ không bao giờ đưa ra những quyết định như vừa rồi. Được rồi, khi nào cần biết thì ba sẽ cho con biết. Bây giờ con chuẩn bị về nhà, đón mẹ con xuống nhà Hà đi. Dạ. Nếu mà không có chuyện cưới hỏi này, ba cũng không biết mẹ con lại tin vào chuyện bói toán như thế nào. Đi gặp Su Gia thì lại chọn đi buổi sáng cho nó mát mẻ, rồi bây giờ lại tin giờ tốt giờ xấu. Đi trưa trờ trưa trật như vậy. Con nè, phải làm nhiều kiểm tra như vậy chắc con mệt lắm rồi hả? Con nghỉ ngơi đi. Cậu à, con muốn nhờ cậu giúp con một chuyện. Con nói đi. Trong cái hộp này có thư con viết cho từng người thân, cho bạn bè. Nếu ngày mai có chuyện gì không hay xảy ra, cậu giúp con đưa cho từng người nha. Cậu biết rồi, con nghỉ ngơi đi. Có chuyện này con nhỏ nó không nhờ, nhưng nhất định mình phải làm cho nó. Alo, Kiệt hả? Chị dùng nước. Dạ. Gia đình tôi đơn chiếc nên cũng không cần lễ nghĩa rình rang gì. Được anh chị đây chấp nhận con gái của tôi thật sự cảm ơn lắm rồi. Dạ thưa, nếu như chị không thích làm rình rang thì chúng tôi cũng phải làm cho tươm tất. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã coi Hà như con cái trong nhà, cho nên nhất định chúng tôi phải làm cho ngày trọng đại của cháu thật đàng hoàng. Dạ, tôi nghe anh chị nói như vậy tôi biết là con gái tôi đúng là có phước khi được làm dâu nhà anh chị. Dạ thưa chị, vì không có thời gian nên chúng tôi tính làm đám hỏi và đám cưới sẽ cách nhau một tuần. Đám cưới chúng tôi sẽ tổ chức tại nhà hàng thật là ấm cúng và sang trọng nữa. Chị thấy có được không? Dạ, những chuyện này á, xin nhờ anh với chị giúp giùm, tôi không có ý kiến gì đâu. Dạ, còn phần tiền cưới thưa chị? Dạ, chuyện này tôi càng không có ý kiến. Khang à, mẹ vợ của con là người rất cởi mở. Bà đã tạo điều kiện cho con được cưới con gái của bà được dễ dàng. Cho nên từ nay, ngoài ba mẹ ra, con phải biết hiếu thảo với mẹ vợ của con. Con biết không? Dạ, con biết rồi thưa ba. Con xin cảm ơn mẹ đã đồng ý gả Hà cho con. Con xin mẹ từ đây về sau hãy xem con như là con trai trong nhà. Hà à, mẹ mừng cho con lắm. Con thật sự là có phước khi được làm vợ của thằng Khang và được làm dâu ba má chồng con. Từ nay phải biết sống sao cho trọn đạo làm vợ làm dâu nha con. Dạ con biết rồi mẹ. Con cũng xin cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận con làm con dâu trong nhà. Hà nè, đã về nhà rồi thì con cũng sẽ là con gái của ba mẹ. Còn Khang, con phải biết yêu thương Hà, không được làm cho nó buồn, nếu không mẹ sẽ đánh đòn con đó. Dạ. Dạ mời, mời anh chị. Dạ. Mẹ hả? Mẹ đang làm gì vậy? Dạ không có.
Tại vì con biết bữa nay anh hai đi hỏi vợ, cho nên là con mới gọi điện thoại để hỏi coi mọi chuyện như thế nào rồi. Vậy thì tốt rồi. Mà mẹ, mẹ đi đường xa chắc là mệt lắm đúng không? Thôi mẹ cứ nghỉ ngơi đi nha. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Con biết là mẹ rất thích đi du lịch, nhưng mà cứ sợ làm phiền công việc của ba. Mà thật ra là dạ, đâu có gì đâu mẹ. Sẵn tiện con nói vậy thôi à. Thôi, con phải làm việc tiếp rồi. Ngày mai con gọi cho mẹ nha. Chào. Sao tình cờ vậy? Sao anh lại ở đây vậy? Tôi đi thăm bệnh, rồi đi ngang nhìn vô thấy, cho nên là ghé vô. Bụi bay vào mắt hả? Anh không được nói gì với gia đình của tôi đó. Nếu tôi muốn nói đã nói từ lâu rồi. Tôi phải xuống căng tin mua đồ, không có tiếp anh được. Cô muốn ăn gì? Tôi đi thăm bệnh, còn với chút cháo nè, ăn đỡ đi. Cháo ở nhà nấu ngon lắm, không phải là cháo Hoàng Liền đâu. Anh nấu hả? Cái tôi nấu á là đồ ngon, để dành một mình tôi ăn thôi. Còn cái này á là dì hai giúp việc nhà tôi nấu, nó hơi dở chút xíu, cho nên là tôi cho cô ăn. Cái gì? Anh cố tình đem cháo cho tôi đúng không? Tại tôi nghe nói có người rất là kỳ lạ, âm thầm phẫu thuật một mình, cho nên là thắc mắc đến hồi thử. Mà đi tay không á thì cũng thấy kỳ, cho nên xách theo cái cặp bánh cháo này cho lịch sự thôi. Chờ, ai đâu mà rảnh mà nấu cháo cho cô. Cảm ơn anh. Không có gì. Chỉ tiếc là ngày mai tôi phải đi phẫu thuật, cho nên là bây giờ không thể ăn cái gì. Nhưng mà nếu ngày mai tôi có thể trở ra khỏi phòng phẫu thuật đó, tôi nhất định sẽ thử nó. Vậy ngày mai tôi sẽ nấu cái mới cho cô ăn. Vậy là anh đã khẳng định cái này là anh nấu rồi nha. Mình chính thức làm bạn đi. Tôi hứa sau ngày mai, nếu vẫn còn cơ hội gặp lại, tôi sẽ không gây sự với anh nữa đâu. Và tôi cũng sẽ quên đi chuyện mà anh đã làm ở cửa hàng tiện lợi. Ôi da. Nè, tôi nói cho cô biết, tôi có bằng chứng chứng minh ngày hôm đó tôi vô tội, làm mấy đứa nhỏ nó đẩy tôi. Còn nữa, có phải bữa đó cô nghe tôi nói chuyện điện thoại, rồi cô nghĩ tôi là một tên dê sờm đúng không? Đó không phải tôi bàn chuyện tán tỉnh con gái đâu, tôi bàn cái chuyện chọn chiếc xe đạp. Cô có nghe người ta nói là chọn xe như chọn bạn gái chưa? Vậy á hả? 1000 phần ngàn. Nếu mà không phải như vậy á thì tốt rồi. Vậy thì tôi sẽ hoàn toàn yên tâm để làm bạn với anh. Dạ. Cô mới vừa nói là cô không gây sự với tôi nữa mà. Nếu mà không gây sự với anh á, tôi có thấy thiếu thiếu cái gì á? Trời đất ơi. Bộ cô không cho người nhà hay hả? Tôi thấy những lúc như vậy có người nhà ở bên cạnh vẫn tốt hơn mà. Thật ra tôi rất sợ. Tôi cũng muốn có người nhà ở bên cạnh lắm chứ. Mà cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ gương mặt đau khổ của ba mẹ tôi. Khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ báo cho họ biết là đôi mắt em gái tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa. Tôi không muốn là ngày mai họ lại một lần nữa đau khổ như vậy. Thank you.
Thôi được rồi, nếu như mà cô cảm thấy cô làm như vậy sẽ khiến cho cô cảm thấy thoải mái nhất cho cuộc phẫu thuật ngày mai thì cô cứ làm đi. Cậu à, cuộc phẫu thuật của em con, cậu sẽ cố gắng hết sức. Em à, sắp tới giờ Khanh nó phải phẫu thuật rồi. Dạ. Đừng có làm cho con nhỏ xúc động quá. Con à, con đừng sợ gì hết, nhất định con sẽ không sao đâu, nghe con. Dạ. Đi thôi. À Khanh à, ba kêu anh đi đón mẹ qua đây trước. À, chắc là ba cũng gần tới rồi đó, bị kẹt xe quá. Dạ. Mọi người sẽ chờ con ngoài này nghe con. Ba nhất định sẽ tới. Ba và mọi người sẽ chờ bên ngoài, yên tâm nha. Dạ. Xin lỗi gia đình, bệnh nhân phải vào phẫu thuật rồi. Cố lên em. Con nói sao rồi? Con đã vào phòng phẫu thuật rồi. Vậy cậu Khánh nói sao? Anh Khánh nói sẽ cố gắng hết sức đó anh. Ba mẹ cứ yên tâm đi, em con sẽ không sao đâu. Mẹ yên tâm, chị ba nhất định sẽ không sao mà. Em yên tâm đi, con nó không sao đâu. Vô đi. Anh, đi thôi. Đi đâu? Đi đâu nữa? Vào bệnh viện. Làm gì? Để cho anh đỡ phải gọi điện thoại hỏi tình hình nát máy em chứ phải làm sao nữa. Sao? Sáng giờ em bận việc ở công ty, bây giờ em sẽ vào với Minh nè. Đây là cơ hội để cho anh danh chính ngôn thuận bước vào đó. Lo cái gì? Nếu như mà anh muốn đi thì tự khắc anh sẽ đi. Thôi, tùy anh thôi. Vậy bây giờ em vào bệnh viện, lát nữa anh mà vào lạc đường tráng chịu nha. Không cần em lo. Em đi nha. Khoan đã. Sao? Xe hết xăng rồi. Cho cái dây nha. Cười cái gì? Đi nhanh lên. Cậu, em còn sao rồi cậu? Khánh nói sao rồi? Ca mổ nó rất thành công. Nhưng mà nè, con nhỏ đó nó phải tỉnh lại thì mới thoát khỏi nguy hiểm.
Sao không ai bắt máy gì? Anh hai à, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Anh đang nghe điện thoại mà. Nói đi. Dạ. Em và con Lam sẽ vào trong bệnh viện để thăm con Khanh. Nghe nói tình trạng của nó cũng còn nguy hiểm lắm. Phải đợi cho con nhỏ tỉnh lại thì mới có thể yên tâm được. Sao cô biết? Em gọi điện cho anh Khánh. Chứ cả nhà bên đó đang ở trong phòng hồi sức, đâu có nghe điện thoại được. Vậy à? Dạ. Anh à, anh đi với em vào trong bệnh viện nha. Anh Phong và chị Thanh lúc này á rất cần có bạn bè bên cạnh. Mà thôi anh... cô đi đi, anh bận rồi. Anh hai à, làm ăn á mà để mất bạn thì làm ăn làm cái gì hả anh hai? Cô không hiểu đâu. Cô muốn đi đâu á cứ đi đi. Anh hai à, em thiệt không hiểu nổi hai anh đó. Anh em bạn bè bao nhiêu năm, cuối cùng á mắc cái mưu kế chia rẽ của cậu Tiến, để rồi anh em không ai nhìn mặt ai hết là sao chứ? Được rồi, chuyện đó nói sau đi. Bây giờ cô cứ đi lo công chuyện của cô đi, tôi còn đi lo công chuyện của tôi nữa. Anh hai, em chưa nói xong mà. Anh hai. Con mời mẹ. Dạ, à, con mời bác ạ. Bác cảm ơn con. Một chút bác sẽ ăn. Mẹ, mẹ phải ăn chút gì đi chứ. Phải đó. Thôi được rồi, mẹ sẽ ăn mà. Các con cứ ăn đi. Dạ. À, nè, ăn đi. Em ăn một chút đi nha. Có chuyện nóng. Nè. Ủa, anh Triết đâu? Đi quên, sáng giờ lu bu quá, quên báo cho anh ấy rồi. Dạ anh phải gọi cho ảnh nha. Cậu Triết đó là ai vậy con? Ờ, dạ là bạn trai của chị Ba đó mẹ. Hình như là mẹ đã biết quá ít về đứa con này. Mẹ đừng nói như vậy, tính Khanh đó, ít chia sẻ với mọi người mà. Nè em ăn thêm đi. Đây nè. Ờ, kìa chị. Ủa, cả nhà ở đây hả? Dạ, con chào bác. Dạ, chào con. Anh à, Khanh sao rồi anh? Vẫn đang trong phòng hồi sức. Phải đợi qua đêm nay mới biết được ra sao. Chị Khanh à, tối nay tôi sẽ ở đây với chị. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Ủa, rồi anh Phong đâu? Tôi đã nói với cô Ba và mấy đứa nhỏ đi, để đưa Dượng vô đây. Tình trạng của con nhỏ không được tốt, có đúng như vậy không? Đúng rồi, tình trạng đang chuyển biến xấu. Dượng nên động viên con nhỏ. Trong lúc này, chúng ta cần phải tiếp thêm sức mạnh cho nó. Con gái, con có nghe thấy ba nói không? Nếu con nghe ba nói thì con không được bỏ cuộc, con phải chiến thắng. Con không được bỏ đi trong lúc này. Đừng bỏ ba, phải ở lại với ba. Ở lại với ba nghe con. Thank you.
Chào anh. Hưng à, em đứng lại nói chuyện chút. Em đi đâu suốt mấy bữa nay? Mọi người lo lắng cho em lắm đó. Em đi du lịch thôi. Mà công nhận là hiệu quả thiệt. Bây giờ thì tâm trạng em hoàn toàn thoải mái rồi. Em ăn sáng chưa? Hay là ăn chung với nhau nha? Em biết là anh có chuyện muốn nói với em, nhưng mà em hy vọng là anh quên chuyện đó đi. Hưng, bảo chưa mày lên thăm chị Khánh rồi Hướng? Mai đi anh, bây giờ chị Khánh vẫn chưa tỉnh mà. Ừ. Ủa em nói ai vậy? Em nói chị Khánh. Bộ chị chưa biết gì hết hả? Anh cũng không biết Khánh bị gì hả? Em ngồi đây một mình vậy? Dạ anh Nam đi mua nước cho em rồi. Chị mới về tới hả? Chị mới về. Khánh sao rồi? Cậu nói chị ba phải tỉnh lại thì mọi chuyện mới ổn. Nhưng mà chị ba chưa tỉnh lại nữa. Khánh sẽ không sao đâu. Em đừng có lo quá. Ba, mẹ, anh hai, chị và chị Khanh nữa là những người mà em không thể sống thiếu được một ai hết. Nếu mà mất đi một ai thì em sẽ rất buồn. Có những chuyện chị không thể hứa với em, nhưng có một chuyện chị sẽ hứa, đó là em sẽ luôn được bình yên. Đã làm phiền anh chạy tới chạy lui, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh vậy là ông chủ, vậy là bạn của tôi, đừng khách sáo như vậy mà. Không ấy tôi ở đây một lát xong rồi tôi về. Thưa ba mẹ. Anh hai. Con à, Khánh nó... Khánh sẽ không sao đâu, bác đừng lo. Cậu Khánh, Khánh nó cậu... sao rồi? Sao rồi anh cậu? Khánh, cháu sao rồi anh? Con nhỏ đã tỉnh lại rồi, mọi chuyện đã không sao. Cố gắng ăn nghe con. Ngon không con? Mẹ nấu á, lúc nào cũng ngon hết á. Nếu ngon con phải ăn cho nhiều vô nghe. Tới thăm Khanh. Dạ. Hả con? Con chào bác. Ừ. Nè, sao rồi? Đã nói chuyện và ăn cháo được. Thôi, bác nhờ cháu chuyện này, còn giúp bác đút cháo cho Khanh nghe. Bác đi gặp cậu Khánh để hỏi thăm sức khỏe của Khanh hôm nay sao rồi. Dạ, dạ được bác. Con ráng ăn hết chỗ cháo này nghe, mẹ đi rồi sẽ quay lại ngay. Dạ. À, cảm ơn con. Ăn ngoan đi nè bé con. Nghe nói có người đã đăng ký kết hôn và quyết tâm sống đàng hoàng hả? Cũng còn quan tâm tới mình quá ha. Tưởng là không có làm bạn bè gì nữa hết chứ. Tụi mình chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đâu có đơn giản chỉ là bạn bè, mà còn là chị em nữa. Mà đã là chị em thì không bao giờ bỏ nhau.
Bộ muốn làm cho mình khóc hả? Mình chỉ muốn Lam hiểu. Trước đây mình có lớn tiếng hay là có bất cứ hành động nào cũng chỉ vì thương Lam, muốn cho Lam sống thật tốt, chứ không bao giờ muốn làm cho Lam buồn hay là cắt đứt tình bạn với Lam như Lam đã nói đâu. Sao tự nhiên hôm nay nói mấy cái lời xến xẩm này vậy? Vì từ khi ở Có Chết trở về, mình đã hiểu được một chuyện. Có những điều cần phải nói cho rõ, làm cho được, trước khi không thể nói và không thể làm được nữa. Mình sẽ luôn luôn là chị em của nhau, mãi mãi là như vậy, có hiểu không? Nè, bây giờ thì ăn cháo đi nha, không có ăn là chị đánh đòn đó. Qua nghe giọng ai quen quá vậy ta? Đúng là mất vui ghê. Nè, yên tâm đi, vì Khanh mà Lam sẽ không nói bất cứ cái gì đâu. Con Khanh nó sao rồi ông? Dạ, cảm ơn anh. Nó cũng đã khỏe rồi. Có lẽ là nằm viện 2 tuần nữa nó sẽ khỏe lại. Oh yeah, vậy là xong hỷ lâm môn rồi. Xong hỷ? Tôi đã gửi bản kế hoạch hợp tác qua cho ông Lý rồi. Nói chung là ông rất hài lòng. Vấn đề còn lại là mình ký hợp đồng và chuyển tiền vào tài khoản nữa là xong. Tốt lắm. Tôi sẽ tiến hành liên hệ với bên ngân hàng để tiến hành việc vay vốn. Ừ. Cái chuyện này mình nên làm càng nhanh càng tốt ông à. Cậu yên tâm, mọi chuyện sẽ xong trong tuần này. Vậy thì tốt. Thấy bị bệnh cũng đáng. Được em Út nè, rồi hai người bạn thân chăm sóc như nữ hoàng vậy đó. Đừng có tưởng bở nha. Mọi người nuôi heo cho mập đó. Đợi tới lúc mà Khanh khỏe mạnh lại á, mọi người sẽ xử tập thể vì cái tội dám giấu giếm bệnh tật. Lâu lắm rồi em mới nghe chị Lam nói một câu chí lý như vậy luôn á. Không những xử mà phải xử cho thiệt nặng luôn kìa. Con nhỏ này đáng đời em á. Ủa chị Lam, em đang theo phe chị mà. Thôi đi, đừng có thấy mà tôi cười hề hề rồi tưởng tôi không biết nha. Cái câu nói của em đầy tính chăm chọc chị luôn á. Đã lâu rồi mới thấy chị Lam nói một câu chí lý. Trời. Nè, sao ông nói gì đi? Thì mình có được biết cái gì đâu mà mình nói. Thôi, đừng có giận nữa mà. Chào cả nhà. Chào anh. Thôi Khanh nghỉ ngơi đi, mọi người về trước đây. Vậy thôi mình cũng về luôn nha. Ủa sao tự nhiên về hết vậy? Có những chỗ phải hai người thì nói chuyện dễ hơn. Đi ạ. Chào anh. Tặng em nè. Cảm ơn anh. Sao, em thấy trong người sao rồi? Em không sao. Trưa nay ba chị em mình cùng đi ăn trưa nha. Chị phải về công ty để làm việc rồi. Đỡ quá, đỡ phải đi chung. Không ai muốn đi chung đâu. Hai chị à. Tôi biết là cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ chống đối tôi, nhưng mà không như trước đây. Đừng đụng tới tôi, nếu không cô sẽ vô cùng hối hận đó. Mày đang hâm dọa tao đó hả? Chị Hân, chị Lam à, đừng có gây nhau nữa mà. Không phải hâm dọa đâu,
Vậy thì tao sẽ cố gắng chống mắt lên tao coi mày làm gì được tao. Sắp tới có nhiều chuyện hay lắm đó. Hy vọng là cô có thể làm cái gì thật lớn để tôi có thể xử lý cho xứng đáng. Mày cứ chờ xem. Cảm ơn anh. Cô có cần tôi gọi taxi cho cô không? Dạ không, tôi có người đến đón. Dạ. Alo. Em vừa ăn trưa xong, bây giờ em sẽ về trường. Em ăn ở quán cà phê gần trường, chỗ mà em với anh thường hay ăn đó. Anh đừng có lo, anh hai đã ở gần đây, lát nữa anh sẽ đón em. Anh lo làm việc đi. Bye bye anh, chiều gặp lại nha. Ai cam cam cộng không? Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Trời đất ơi, sao mà nói như vậy nè? Cao nó trời ơi, cái gì vậy? Nó bị sao vậy? Con à, đổ hết bên cam rồi kìa. Trời ơi, để cô sức giọng cho. Có sao không con? Cô chú, có chuyện gì không con? Có chuyện gì vậy? Tội nghiệp thằng nhỏ. Thằng bé bán bánh cam, chắc nó bị giật kinh phong. Hả? Cô sức giọng cho. Lại là trò lừa gạt cũ. Chắc là lại sẽ lừa được thêm một khối người nữa. Xin lỗi, cô không nhìn thấy thì dựa vào đâu mà cô kết luận như vậy? Thưa bác, mắt cháu thì không thể nhìn thấy, nhưng lỗ tai của cháu thì lại nghe rất rõ. Bác có thể giúp cháu ngăn chặn người lừa gạt này lại không? Thằng bé nó bị như vậy, giờ mình tính làm sao đây? Thấy nó tội quá. Hay là mình cho nó ít tiền đi. Dừng lại đi, mọi người đang bị hắn lừa gạt đó. Trời, tôi muốn bán lương này, có lừa gạt ai bao giờ đâu. Cô đừng có điều gan cho tôi nha cô. Cách đây 2 tiếng, tôi biết cậu đã diễn màn kịch này ở trạm xăng cách đây 3 con đường. Trời ơi, cô bị đuôi, sao cô biết đó là tôi được? Có chuyện đó nữa hả? Mọi người đừng có tin cô ta nha. Đúng rồi đó, cô không có nhìn thấy thì cô đừng có dò kết luận như vậy. Đúng rồi, mắt của tôi có thể không nhìn thấy, nhưng lỗ tai của tôi thì lại nghe rất rõ. Tôi có người quen ở cây xăng, tôi có thể gọi điện để nhận diện cậu ta. À, thì ra mày là lừa đảo hả? Còn không có nữa. Mày quá đáng, tại sao cho mày một trận? Dừng, xin đừng. Cậu ta làm sai thì phải để cho pháp luật trừng trị. Nếu chúng ta đánh cậu ta thì chúng ta làm sai đó. Ừ, thôi đúng rồi đó. Mày chạy lại. Đứng lại. Quanh quẩn đây thôi, tôi sẽ không để nó diễn màn kịch này nữa đâu. Tôi nghĩ chúng có đồng bọn đó. Đáng lẽ lúc nãy cô không nên nói gì. Cô hay tới lui đây, coi chừng nó nhớ mặt rồi nó gây sự với cô đó. Ừ. Dạ thưa cô, nếu như mình biết sai mà mình không lên tiếng, cách nào mình đồng lõi với họ? Sao người tốt lại sợ kẻ xấu được? Ừ. Đúng rồi đó. Anh bắt nhiều công việc cũng nhanh lắm. Tôi nghĩ trong thời gian tới tôi có thể yên tâm hoàn toàn để giao lại Hoàng Mỹ cho anh. Tôi thì thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Vì tình yêu thà chọn mỹ nhân chứ không chọn Giang Sơn. Giang Sơn thì có thể gầy dựng được, nhưng mà người mình yêu thì chỉ có một mà thôi. Vì vậy nên con tha chọn người đẹp, không những bỏ luôn cả sự nghiệp mà còn bỏ luôn cả gia đình nữa phải không? Em xin lỗi em có cản, nhưng mà thôi được rồi. Dạ cô chào ba. Hai người ra ngoài làm việc tiếp đi. Dạ. Dạ em xin phép. Dạ cô mời ba con.
Ngồi đi, ba nói chuyện. Dạ. Ba uống trà đi. Ông nội con rất giận dữ. Dạ thưa ba, đáng lẽ là hai ngày trước con đã về, nhưng mà ở bên đây đã xảy ra rất là nhiều chuyện, cho nên là con phải ở lại. Con đã đặt vé máy bay rồi, để ngày mai về bên đó và giải thích mọi chuyện với ba và ông nội. Nếu con không chịu cưới Mary, có giải thích cách nào cũng không được với ông nội con đâu. Ba, nhưng mà con không yêu Mary. Người con yêu là Minh ba. Vì vậy tuyệt đối con không cưới Mary đâu. Con sẽ bảo vệ hạnh phúc của mình đến cùng. Kể cả việc phải chọn hoặc là gia đình hoặc là cô gái đó sao? Con tin là sẽ có lúc ông nội hiểu con mà ba. Còn ba, ba sẽ ủng hộ con chứ? Trước khi đến đây, ba đã đi gặp cô gái đó. Ba... Con yên tâm, ba không có ăn thịt cô bạn của con đâu. Cô bé này cũng đặc biệt lắm. Hèn gì đã cột chân được con. Ba, ba nói như vậy nghĩa là ba sẽ ủng hộ con phải không? Con muốn nghe ngày xưa ba đã làm sao thuyết phục được ông nội chấp nhận gì của con. Ba ơi, vậy con mời ba đi uống cà phê, rồi ba truyền lại bí kíp cho con nhé. Hay là mời bạn của con luôn đi. Dạ, chắc là để lần sau nha ba. Để cô ấy chuẩn bị tâm lý kỹ đã. Vậy cũng được. Alo. Anh Phong hả? Anh đang đâu vậy? Sao giờ anh chưa tới nữa? Ba em đang đợi anh tới để ký hợp đồng thế chấp với ngân hàng á. Tôi đang ngăn cản chuyện dây vốn của anh Trường, cho nên có lẽ là đến trễ. Cậu nói cậu Tiến cứ ký trước phần thế chấp của cậu đi. Dạ, không được anh ơi. Ba em nói anh phải có mặt thì ba em mới chịu ký. Cậu thuyết phục cậu Tiến đi. Ký chậm là giải ngân chậm, không chừng sẽ thua vụ này cho anh Trường đó. Dạ, nhưng mà cái chức giám đốc kinh doanh lần này có thể tôi sẽ giao cho cậu, nhưng tôi phải xem coi cậu xử lý chuyện này ra sao. Dạ được rồi, anh cứ để em lo. Em hứa em sẽ không để cho anh thất vọng đâu. Dạ chào chị. Ngồi xuống đi rồi nói. Dạ. Có tin tức gì mới không? Dạ có. Chị coi đi. Dạ thưa chị, theo như tư liệu mà thám tử đã gửi về đó, dạ có một tin rất đáng tin cậy của đối tác chúng ta bên Malaysia gửi về. Thì công ty của ông Phong và ông Tiến đang chuẩn bị bắt tay hợp tác. Đó là một công ty lừa đảo. Thật kỳ lạ. Em đã kiểm tra rất kỹ, thông tin đó chính xác 100%. Tôi không nghi ngờ tính chính xác của thông tin. Tôi chỉ nghi ngờ không lý nào mấy kẻ đó lại không biết. Mau báo chuyện này với Hân đi. Dạ. Dạ dạ, dạ rồi, dạ rồi ạ. Dạ. Nè Hoa, anh muốn nói chuyện với em mà. Anh Tâm,
anh để cho em làm việc được không? Anh muốn nói chuyện với em, giờ anh phụ với em nè. Đưa đây, anh cầm giúp cho. Em phải giao đóng hồ sơ này gấp. Anh mà cứ chàng ràng cản đường á, lỡ công việc có gì cản trở là anh... Là anh sao? Hả? Anh sao? Là anh chịu trách nhiệm hết á. Chịu trách nhiệm hết hả? Công việc này có ảnh hưởng gì anh cũng chịu trách nhiệm được hết mà, cũng giải quyết được hết á, biết không? Nè, anh đánh phụ cho. Đừng mà anh Tâm, em không có cần. Em đừng có như vậy với anh mà. Anh thấy em làm việc chịu nhiều vất vả, anh xót lắm. Bây giờ về, anh sẽ đề xuất em làm trợ lý riêng của anh. Nè, trợ lý của anh á, sướng lắm nha. Chỉ có ngồi yên để cho anh ngắm thôi, chứ không có làm gì đâu. Dạ, con chào bác Phong. Anh Phong. Dám đánh lừa tôi hả? Được rồi, lần sau coi cô có thoát khỏi tay tôi không. Em không hiểu tại sao bác lại giữ quyết định muốn hợp tác với công ty đó, trong khi đã có rất nhiều cảnh báo cho thấy công ty đó là một công ty lừa đảo. Sao em lại có thông tin về công ty Malaysia đó? Em thấy công ty này khả nghi lắm, cho nên em đã tìm hiểu ở trên mạng với lại những người xung quanh. Và em thấy là công ty này rất là mờ ám, khả năng lừa đảo rất là lớn đó. Anh cũng có nhờ Nhật Nam tìm hiểu và cũng được biết thông tin giống như vậy. Gia đình của cậu ta quen biết nhiều ở Malaysia, cho nên thông tin của cậu ta chắc chắn là chính xác. Vậy mà khi anh cảnh báo ba thì ba lại thở, có vẻ như không quan tâm. Chắc có lẽ là do dạo này ở nhà với lại công ty có nhiều việc xảy ra quá, khiến bác phân tâm, không còn đủ sức để phán đoán sự việc. Em nghĩ là anh nên đến khuyên bác để tránh hậu quả về sau. Em nói đúng. Cảm ơn em nhiều lắm. Bây giờ anh sẽ đi gặp ba nói chuyện. Dạ. Tiền sẽ lập tức được chuyển. Sao? Chúng ta cùng làm chứ? Ông ấy, ông chuyển trước đi. Ông đề phòng tôi đến mức vậy sao? Đề phòng gì? Nhiều khi mình làm ăn, mình cẩn thận nó vẫn hơn. Thôi được rồi, vậy tôi làm trước nha. Dạ. Vậy là nó đang chuyển đó hả? Đúng rồi. Chừng nào cái này nó chạy tới 100% là tiền đã được chuyển thành công. Sao? Ông đợi hay là bắt tay luôn? Giờ yên tâm rồi, giờ chọt nha. Nó chạy cũng giống như ông đó. Tôi phải công nhận, cái thời buổi giờ công nghệ này hiện đại quá. Mấy cái vụ trực tuyến này là tôi chịu thua mù tịt luôn. Công nhận nó tiện lợi thiệt. Ngồi một chỗ chỉ cần chọt một cái, tiền nó cứ chạy ào ào. Nó trải qua biết bao nhiêu giai đoạn giấy tờ lằng nhằng mà dòm nó chạy, cứ tưởng tượng như mình đang chờ mình nổ chậm vậy đó. Nhiều khi cả gia tài mình đổ vô, chờ nó lên cái số 100 cái làm cái thoăn hoa. Ba, ba khoan chuyển tiền đã. Hả? Mày làm cái gì vậy? Hư mai. Ba, mất tiền bây giờ. Ba chuyển rồi hả? Thì chuyển rồi. Trời ơi, lừa đảo. Cái công ty đó là lừa đảo. Chúng ta sẽ mất hết tiền đó ba. Mày nói cái gì tao không hiểu. Trời ơi ba ơi, cái công ty ở bên Malaysia gì đó, nó là công ty lừa đảo. Mà anh Phong biết hết, anh Phong không có nói cho ba biết đó. Những cái chuyện mà thằng Tâm nó nói có phải là sự thật không? Nhưng mà nếu như vậy thì ông cũng bị mất tiền. Tôi không hề phản đối những gì con trai anh nói,
Cái gì? Giao diện này hoàn toàn là giả. Mặc dù nó cũng hiện ra chỉ số phần trăm, nhưng mà quá trình chuyển tiền của tôi nó sẽ không thực hiện. Ba dừng lại đi ba. Thật là tiếc quá. Không ngại bây giờ nó tiên tiến lắm, chỉ mất chưa đầy 2 phút là mọi thủ tục chúng ta đã hoàn tất. Tâm con, gọi ngay cho ngân hàng biểu ngân cái chuyện chuyển tiền này lại. Dạ dạ. Mau lên. Alo, anh Khải hả? Vừa rồi ba tôi thực hiện chuyển tiền. Số tiền là nói họ ngưng lại. Dạ. Sao bây giờ không quan tới số tiền, nhưng mà anh dừng lại không cho nó chuyển tiền đi. Dừng lại ngay tức khắc giùm ba tôi. Sao? Nhưng mà chỉ mới đây thôi mà. Xong rồi. Nó không thể ngưng được. Tiền là được chuyện. Phong, mày dám đối xử với thằng như vậy sao? Hả? Cậu định làm gì? Thì ra tụi mày cấu kết với nhau. Tụi mày cố tình bất hòa. Ba. Ba. Nếu có trách thì trách chính cậu kìa. Cậu quá tham lam và ích kỷ. Chẳng phải tôi đã tạo điều kiện cho cậu được an toàn và giữ thể diện rồi sao? Mày. Ba. À. Bình tĩnh lại đi ba. Ba, bác Trường, mọi chuyện là sao? Con không hiểu gì hết. Thời gian vừa qua, bác và ba con chỉ tạm thời đóng kịch bất hòa mà thôi. Cái chính là đẩy cậu Tiến lên làm CEO, để làm cho ông cậu tạm thời dừng lại những trò phá hoại ăn phát. Bác và ba con cũng đã bàn tính kỹ, chờ cơ hội lật ngược thế cờ. Chỉ có cách loại ông Tiến thì ăn phát mới phát triển bình vững được. Nhưng sao không ai nói cho con biết hết vậy? Nếu nói cho con biết, con đỡ lo. Mà biết đâu con giúp đỡ được gì thì sao? Ba và bác Trường đã nhất quyết chuyện này chỉ có hai người biết và thực hiện. Đây là một cuộc chiến nhạy cảm, sát phạt giữa những người trong gia đình. Cho nên ba và bác không muốn bất cứ ai nhúng tay vào việc này. Anh Trường nè, nhưng cậu Tiến bị như vậy, tôi e là chị Ngân. Anh yên tâm đi, tôi đã lường trước mọi tình huống rồi. Bấy lâu nay chỉ vì nể nang bà ấy mà xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng chuyện như vậy xảy ra tại An Phát. Em uống đi. Có bị chua không? Ừ, ngọt lắm. Anh để đây nha. Anh Nam, anh trở lại công ty làm việc đi. Còn công việc ở trường khiếm thị á, chỉ là một công việc làm thêm thôi. Em không muốn vì công việc của em mà đảo lộn cuộc sống của anh đâu. Em à, em đừng có lo lắng về những chuyện đó có được không? Anh tự nguyện mà. Em biết là vậy rồi, nhưng mà nhìn người yêu thương của mình từ bỏ ước mơ, lý tưởng cho cuộc sống mà lại vì mình nữa, em không thoải mái. Em nghĩ là mình yêu nhau thật lòng thì dù làm cái gì đi nữa thì mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau. Ừ, phải. Ừ. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Ừ. Không bao giờ rời xa em cả, cho đến một ngày em chán anh, em bỏ anh, lúc đó anh vẫn chạy thôi em. Em nhớ hết đó nha. Ừ. Hứa đi. Hứa. Vô đi. Chào bác, chào ba. Sao rồi con? Sao rồi con? Bác sĩ nói là ông cậu đã qua cơn nguy kịch, cần nghỉ ngơi một thời gian dài, tránh xúc động mạnh.
Mời vô. Chào mừng cậu quay trở lại với công việc. Chị cảm ơn đơn giản vậy thôi sao? Ít ra thì không chè thì cũng phải cháo chứ. Chuyện nhỏ. Ở gần đây có một chỗ bán chè ngon lắm. Lát gọi cho cậu một chục bịch, ăn ngán tận cổ thì thôi. Vậy thôi, tôi xin đầu hàng nha. Alo, tôi Nhật Nam nghe đây. Dạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn chú đã báo tin ạ. Có chuyện gì mà thấy căng thẳng quá vậy? Ừ, không sao. Chỉ là ông nội tôi sắp qua Việt Nam thôi. Có phải là liên quan đến chuyện của cậu và nhóc Minh nhà tôi không? Thảo có thích bản nhạc này không? Bản nhạc hay lắm. Nè, hôm nay tôi có chuyện muốn thổ lộ với Thảo. Ừ, tôi biết. Anh định nói chuyện gì? Chào chị. Xin lỗi hai bà nghe, Kiều đến trễ bởi vì kẹt xe quá. Ủa, hai bà chưa gọi món gì hết hả? Chưa, đợi chị tới rồi kêu luôn nè. Chị gọi để đi. Để Kiều coi. Có phải tôi có điểm nào không tốt không? Anh không thấy là chúng ta làm bạn bao nhiêu năm qua rất tốt và vui vẻ hay sao? Thôi, tôi xin phép. Hai bà gọi món nha, Kiều ra ngoài một chút rồi vô liền nha. Nè, đi đâu vậy? Đứng đó thở dài thì có ích gì chứ? Nè, cô theo dõi tôi đó hả? Tôi đâu có rảnh. Sao không chạy theo ta đi? Xe chạy rồi kìa. Nè! Trời ơi, cô làm cái gì vậy? Ở ngoài đường ngoài xá kìa. Chẳng lẽ người ta từ chối là anh bỏ cuộc liền hả? Đàn ông gì mà kỳ cục quá. Hèn ghê vậy đó, hèn chi tới tầng tuổi này cũng còn ế. Nè, đừng có tưởng là quen biết rồi muốn nói gì thì nói nha. Thôi mà, mau đón taxi, đuổi theo người ta đi. Phụ nữ chỉ cần năn nỉ chút xíu thôi là người ta siêu lòng mà. Để tôi đón taxi giùm cho nghe. Hỏi, tôi không cần cô lo. Nè, nè. Buông ra, cô làm cái gì kỳ vậy? Đuổi theo người ta đi. Người ta nhìn kìa. Người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt mà. Trời ơi, buông ra đi kỳ cục hả? Trời ơi, nè, đuổi theo người ta đi. Chết hả cha nội? Phải đuổi hả?
Có sao không vậy hả? Có sao không? Trời. Ê trời 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 trời. Nè. Chị à, Cẩm Kiều xin lỗi chị. Cẩm Kiều không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Kiều xin chịu mọi trách nhiệm. Đừng có lợi dụng. Tôi biết tôi đẹp trai, tốt bụng, có học thức. Nhưng mà tôi không có dễ dãi. Ê, đầu có nóng đâu, sao khùng quá vậy? Nè, cô tính chịu trách nhiệm với anh trai của tôi ra sao đây? Thì đó, Kiều đã nói rồi. Kiều à, sẽ chăm sóc cho ảnh trong suốt thời gian ảnh ngồi xe lăn. Được không đó? Tới một tháng lận à. Thì không nổi, cũng phải ráng chịu, chứ biết sao bây giờ. Chị à, nhà mình rộn ràng rồi. Anh, sao tự nhiên hai đứa nó như dẻo quá vậy? Đợi một chút là biết liền. Khát nước quá. Để con lấy nước cho cậu nha. Có sẵn đâu rồi nè cậu. Đó, bỏ xuống. Tài lanh. Không phải chuyện của con. Tôi nói là tôi khát nước quá. Gì vậy? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tôi nói á, là tôi khát nước muốn chết đây nè. Ăn cái này cho đỡ khát. Nghĩ sao mà ăn trái cây? Cà phê kìa. Trời ơi, khát nước mà uống cà phê. Uống sữa. Tôi không phải con nít mà uống sữa. Nước lạnh. Tôi không thích uống nước lạnh, nước lọc. Tôi muốn uống nước trà. Đi lấy uống đi. Cái gì? Cô nói là cô lo lắng chăm sóc cho tôi. Có phải là cô muốn nuốt lời không? Hả? Biết rồi. Nước trà phải không? Gánh trách nhiệm. Nước trà cái gì? Nói nghe, lần này á, cậu đi cho bà chết luôn á. Anh à, anh cũng đừng làm quá chứ, vừa vừa thôi. Nước này cậu. Anh uống thêm bình trà này nữa đi. Trà này uống không mất ngủ đâu. Anh yên tâm đi, tôi uống thêm bao nhiêu ly nữa thì tối nay tôi cũng về ngủ ngon rồi. Bởi vì bao nhiêu mối lo toan ở trong lòng đã đều được gỡ bỏ hết. Anh nói vậy đó chỉ là mới dẹp được mối lo lớn nhất thôi. Tôi hiểu ý anh. Ngày mai tôi, anh cùng với mấy đứa nhỏ hợp lại sắp xếp vị trí nhân sự trong công ty. À, tôi quên hỏi anh, chuyện đám cưới của thằng Khang anh lo tới đâu rồi? Cũng tạm ổn rồi anh à. Bên nhà gái họ ít người cho nên cũng muốn đơn giản, không cầu kỳ. Vậy cũng mừng. Anh có buồn về tôi không? Có gì đâu. Chuyện tình cảm làm sao qua được ý của trời. Với lại tụi nhỏ bây giờ đã lớn hết rồi, phải để cho tụi nó tự quyết định chuyện tình cảm của nó chứ. Cảm ơn anh. Về chuyện của Lam thế nào? Thú thật cho anh là tôi không tin con Lam đủ bản lĩnh để có một người chồng tốt. Hiện giờ thì hai đứa thề sống chết có nhau, nhưng rồi sau này như thế nào làm sao biết được. Thà mất của chứ không để mất con. Cho nên tôi chấp nhận cho tụi nó lấy nhau anh à. Anh à, có những chuyện đành tới đâu thì tính tới đó thôi.
Chị hai chưa ngủ hả? Ngủ làm sao mà ngủ được hả cô? Trong khi chồng mình đi ăn mừng, chị đã hãm hại cậu mình. Còn cậu mình á thì phải nằm ở trong bệnh viện, không biết sống lúc nào chết lúc nào. Nè, bà đừng có ngồi đó mà trách móc được không? Ông hãm hại cậu tôi, mất gần hết tài sản, mạng còn không giữ được. Tôi không trách ông được à? Nè, bà tưởng cậu của bà là vô tội hả? Tôi nói cho bà biết, bao nhiêu năm vì bà mà tôi nhân nhượng cậu bà hết chuyện này chuyện khác, càng nhân nhượng ông càng lớn tới. Anh hai à, không lúc nào ngưng nghĩ tới rút ruột phá hoại An Phát. An Phát là tâm huyết cả đời của tôi, tôi không để cho ai phá hoại nữa đâu. Anh à, bà nữa, lúc nào cũng đứng về phép của ông à? Sao không chịu cho tôi vậy? Tâm huyết bao nhiêu năm của ông gầy dựng, nhưng mà để cho đứa con quan đó nó thừa hưởng, tại sao tôi phải đứng về phe ông chứ? Chị hai, chị hai à, này, chị bình tĩnh lại đi. Chị chưa hai chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Anh hai, nếu như bà nói vậy, tôi sẽ làm vậy cho bà vừa lòng. Thôi anh hai à, anh hai, tôi nhớ những gì ông đã nói hôm nay. Chị hai, anh hai. Thôi, anh không sao đâu, cô cứ lên lầu nghỉ trước đi. Vậy anh cũng đi nghỉ đi nghe. Cuộc họp hôm nay tôi có hai thông tin để thông báo với mọi người. Thứ nhất là tôi sẽ trở lại vai trò chủ tịch của công ty An Phát, và anh Phong sẽ làm tổng giám đốc của công ty An Phát. Thứ hai là tôi và anh Phong đã thống nhất với nhau và đã có quyết định sắp xếp lại nhân sự của những người có mặt ở đây. Xin mời anh Phong. Hân, ngày mai con chính thức làm trợ lý chính cho bác Trường. Cái gì? Quỳ, cháu chuyển qua bộ phận pháp lý dưới sự quản lý của Tuấn Kiệt. Dạ. Cậu Nhân, cậu tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ Lam làm quen với công việc. Dạ. Mọi người có ý kiến và thắc mắc gì dưới sự sắp xếp này không? Nếu không ai có ý kiến gì, cuộc họp kết thúc ở đây. Ai về việc đấy.